Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay là sáng thứ bảy, anh Dương vừa xuống nhà em chuột chơi đây. Em chuột vừa ngủ dậy và ăn sáng xong đúng không? Anh em đang tráng miệng à? Mỗi người một hộp sữa. Và clip hôm nay anh em muốn giới thiệu với tất cả các anh chị là gì? Con chó Alaska. Con chó siêu to khổng lồ. Thì anh Dương có. Em chuột à, mặt sắp khỏi chưa? Rồi ạ. Anh Nguyễn Thanh Nam. Em chuột bị sao mà phải bôi thuốc tím đấy? Lấy cái bị lây lan. Ơ chuột chưa thay quần à? Quần này mặc đi ngủ vẫn chưa thay, để ý chơi luôn. Và clip ngày hôm nay ba bác cháu sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn nhỏ một con chú chó siêu to khổng lồ. To hơn một người lớn. Uống xong đây nào. Và chú chó này bật mí cho các bạn nhỏ là trên internet, trên YouTube là có hai nhân vật rất là nổi tiếng đang nuôi con chó này. Nguyễn Thành Nam. Nguyễn Thành Nam và cả mẹ mập. Đúng rồi, mẹ mập. Tên con chó này là gì nhỉ? Nó gọi là gấu. Con này là gọi con chó Alaska đúng không? Bây giờ mình sẽ lại Nguyễn Thành Nam bảo là con gấu. Con gấu à? Mình sẽ lại để xem con chó có tên là Alaska này nhá. Mẹ mập thì bảo con chó đấy là mập. Khi chú chó này xuất hiện thì rất nhiều người tò mò tới để xem. Đặc điểm của loài chó Alaska này nó rất là hiền lành. Các bạn con nhỏ có thể đến gần để chiêm ngưỡng nhá. Chú chó này theo bố Dương được biết là nuôi được khoảng 1 năm mà hiện tại nó nặng tầm khoảng 40 kg. Ui hơn cân của con rồi đấy. Em chuột 3 mấy cân? Em chuột 32 cân à? Anh Dương cũng 32 cân và con chó này nặng hơn cân của hai anh em nhá. Khoảng 40 kg. Ui như kiểu sờ đi cả lông. Sờ đầu ấy, đừng sờ đít. Sờ đầu thôi. Chú chó này nó khác với những loài chó thông thường, nó có một bộ lông rất là dày và mượt. Bởi vì nguồn gốc của nó ở bên châu Âu, nơi mà thời tiết quanh năm lạnh giá nên chó nó phải có nhiều lông để nó chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Thức ăn của chó hàng ngày là ăn gì chú? Cái này hỏi chủ. À, chú không phải là chủ à? Chủ đâu rồi nhỉ? Đang ở trong nhà. À đây cũng là một vị khách tới chơi và mượn con chó này để chiêm ngưỡng sờ mó. Rất là hiền nhá. Chuột thấy không? Cho chuột sờ lại tí đấy chuột ơi. Cái lông của nó hay mùi. Mình sờ đầu nhá, sờ đầu để tỏ cái thái độ yêu thương nó, đừng có sờ đằng sau có thể nó sẽ cắn đấy. Xoa đầu là rất thích. Chuột xem con chó này có mấy chân chuột? Chó này hình như có 5 chân hay sao ấy? 4 chân. Mấy chân? 4 chân. Cái gì đây? À chủ ấy rồi. Gọi chủ ấy ra để bố phỏng vấn như là hàng ngày con chó này ăn cái gì nào? Chú Cường. Không nói bậy, mấy bạn nhỏ này hay nói tục nhỉ? Con chó này của mẹ mật có một con đúng không? Và chú Nguyễn Thành Nam có một con đúng không? Tên con chó của chú Nguyễn Thành Nam đặt là con gì nhỉ? Gấu. Con gấu, còn mẹ mật đặt là gì? Anh mật à? Mật pet. Mật pet à? Chú Cường, con chó là ngày nó ăn gì? Gì mà to vậy? Ngày nó... Mua thử đi, không cắn đâu. Ăn cơm này, thức ăn thì thịt gà. Mua thử đi. Thịt gà, nó có uống sữa? Cho con chó này là... Không uống sữa. Sữa nó liên quan đến tiêu hóa, dễ đi ngoài. Có nghĩa là thức ăn bình thường mình mua ở chợ cũng được cái gì hay là phải riêng của chó? Thức ăn ở chợ cũng được à. Còn nếu mà mình không có thời gian chăm thì mình mua thức ăn sẵn à. Thức ăn dành riêng cho chó đúng không ạ? Không thì mình có thể ăn tăng cường thêm gian. Chó bình thường nhá, mình mới vào nhà nó sủa ào ào rồi. Dương và chuột kiểm tra cho con chó này là chó đực hay chó cái. Có biết không? Chuột đang kiểm tra cho nào. Chó đực hay chó cái? Con chó này còn lớn hết cỡ chưa chú ơi? Chắc cơ bản là hết cỡ rồi đấy. Cơ bản hết cỡ rồi. Có thêm được một ít nữa thôi thì cũng không nhìn thấy. Thêm được chắc thêm 2-3 cân gì để
Thấy con chó này nó to như thế nào thì các bạn nhỏ hãy so sánh con chó của nhà em chuột nha. Con chó nhà em chuột là cũng là một con dạng chó to ở đấy, nhưng đứng cạnh con Alaska kia thì lọt thỏm. Con chó nhà cháu nhỏ chỉ vào con chó nhà em chuột. Đây, lại gần đây như nào, lại gần đây để so sánh nào. Chuột đây, bắt con chó chuột lại gần đây để bác xem con nào to hơn nào. Con chó nhà chuột chắc tầm khoảng 15 cân thôi. Nhìn đây. Hình như là bố đưa máy quay trước mặt nó biết là đang chụp ảnh, nó tạo dáng đấy. Đúng rồi, lúc nãy giờ không ngồi thế nào cả. Khi đưa máy quay trước mặt nó ngồi luôn. Bố đi thử đi ra chỗ khác xem nào có đúng không. Ngồi tiến vào sâu đít đấy. Hai bạn nhỏ có vẻ rất là thích thú. Ôi nó chảy nước dãi rồi. Bố nhắc anh Dương mấy em chuột nhá, khi mà thấy chó lạ thì tuyệt đối không đến gần để sờ như này đâu, nhớ chưa? Khi nào phải có chủ, và chú bảo là sờ được thì sờ, không phải thấy con chó nào đến sờ, nhớ chưa? Như vậy rất là nguy hiểm, có nhiều con nó giữ là nó sẽ cắn đấy. Đây là có chú ở đằng sau là chủ của nó, chú bảo là sờ được đấy, bố đang sờ này. Con này nó hiền thôi. Và đặc điểm là loài chó Alaska là một trong những loài chó rất là hiền. Được chưa? Như vậy là clip ba bác cháu giới thiệu cho các bạn nhỏ một con chó siêu to khổng lồ. Dòng chó có tên là Alaska. Ở đây là kết thúc rồi. Hai em chào tất cả các anh chị và các bạn đi. Cảm ơn chú nha. Ui con này.